Đây tiếp tục một con cũng mới về đó nha. Em sẽ quay cho anh em xem. Trước mắt thì em quay sơ sơ trước. Đây con cuốn này nè, con cuốn inox nha anh em. Con cuốn inox mới. Chỉ này thì sẽ có hai công suất mới nha, thì em chưa thay vô. Cuối cùng đó là 3486, giá tiền 28 ha. Đó. Đây là cái chỗ mà em làm bảo dưỡng miễn phí cho anh em này ha. Thì anh em có mua bên em thì em sẽ làm bảo dưỡng miễn phí giống như mấy chiếc đó hay là đây ha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Rồi, xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em này ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 này ha. Đây. Bên em dễ nhận diện nha.